Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đổi tên thẻ căn cước, người đã có căn cước công dân cần làm gì? Nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến hai cha con tử vong ở Vĩnh Long. Bắt hai kẻ giật dây chuyền của cụ bà 71 tuổi. Xe container lật ngang tại vòng xoay Thành phố Hồ Chí Minh, giao thông ùn tắc. Nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn trong thời gian ngừng bắn ở Gaza. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Quốc hội vừa bấm nút thông qua luật căn cước thay cho luật căn cước công dân năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo luật căn cước, thẻ căn cước công dân được đổi tên thành thẻ căn cước. Điều này đặt ra vấn đề về việc sử dụng thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân đã cấp ra sao. Đối với vấn đề nêu trên, luật căn cước đã quy định điều khoản chuyển tiếp tại Điều 46. Theo đó, người dân có thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ngoài trường hợp trên, những thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chỉ khi nào công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Bên cạnh đó, trong các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước, Điều 24 của luật căn cước cũng không quy định phải đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước nếu thẻ đang còn thời hạn sử dụng. Đối với chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng, luật quy định rõ sẽ được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, các loại giấy tờ pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Trên địa bàn xã Tân An Thành, huyện Bình Tân, Vĩnh Long vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai cha con tử vong. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 27 tháng 11. Thời điểm này, người dân phát hiện căn nhà tại xã Tân An Thành của ông PVT, tên viết tắt, 39 tuổi bốc cháy dữ dội nên báo cơ quan chức năng và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ dập lửa. Lúc này, trong nhà có vợ chồng ông T và hai người con trai 12 tuổi và 7 tuổi cùng người cháu 7 tuổi. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức dập lửa và cứu hộ cứu nạn. Do đám cháy quá lớn cộng với nhiều tiếng nổ lớn nên các công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả ông T cùng người con trai 12 tuổi tử vong, còn những người khác thoát ra ngoài an toàn. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Bình Tân đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bắt tạm giam Lâm Văn Thương, 33 tuổi và Thái Văn Chiến, 35 tuổi về hành vi giật dây chuyền của cụ bà 71 tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, sáng 14 tháng 11, Thương cùng Chiến điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường ở thành phố Rạch Giá tìm người đi đường có đeo dây chuyền vàng để cướp giật đem bán lấy tiền tiêu xài. Khi cả hai đến đường Trần Quý Cáp, đoạn thuộc phường An Bình thì phát hiện một cụ bà 71 tuổi đang đứng ngoài đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Thấy vậy, Thương điều khiển xe chạy từ phía sau, còn Chiến giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5,6 chỉ của cụ bà, sau đó tăng ga bỏ chạy. Cả hai mang sợi dây chuyền vàng vừa giật được đến một tiệm vàng ở khu vực chợ 30 tháng 4, thành phố Rạch Giá bán được hơn 8 triệu đồng và chia đôi để tiêu xài. Theo hồ sơ của công an, Chiến từng có án về tội cướp tài sản, còn Thương có hai án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. Ngày 27 tháng 11, nguồn tin xác nhận công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bàn giao đối tượng Trương Việt Cường, 40 tuổi, ngụ phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn và hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, chiều 24 tháng 7, Cường điều khiển xe bồn chuyển hướng từ cửa hàng xăng dầu Phương Linh, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn ra quốc lộ 1D thì xảy ra va chạm với xe tải do TVG, tên viết tắt, 33 tuổi ngụ phường Gành Ráng điều khiển. Dù chưa xảy ra thiệt hại gì, song hai tài xế cự cãi. Trương Việt Cường quay về xe bồn lấy hung khí, tấn công vào ngực của TVG, gây thương tích nặng và khiến người này không qua khỏi. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, tạm giữ hình sự Trương Việt Cường. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 27 tháng 11 cho biết, sau 10 ngày ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khép kín trên quốc lộ 20,
đơn vị đã xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm, đặc biệt có 47 tài xế sử dụng ma túy. Cụ thể, 3 tổ tuần tra khép kín đã dừng kiểm soát hơn 39.000 phương tiện tham gia giao thông, trong đó có 5.580 xe khách, 10.860 xe tải, 13.794 ô tô, 1.429 xe container, 7.856 xe mô tô. Đây là đợt gia quân thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Lâm Đồng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, Công an Lâm Đồng còn huy động nhiều lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để phối hợp xử lý vi phạm như tài xế sử dụng ma túy, rượu bia, chạy xe quá tốc độ. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 27 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết vừa phát hiện bắt giữ tàu cá đang vận chuyển 80.000 lít dầu lậu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trên vùng biển Tây Nam. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 26 tháng 11, trong lúc tuần tra tại vùng biển Tây Nam, cách đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 130 hải lý, lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu cá có nhiều nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra phương tiện. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông LHT, tên viết tắt, 38 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Khai với lực lượng chức năng, ông T cho biết tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu lậu DO. Thuyền trưởng cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu nói trên, đồng thời thừa nhận mua lại từ một tàu cá nước ngoài. Lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 4 đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng đội 421 tại huyện Nam Căn, Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa xét xử sơ thẩm tại phân trại 1, trại giam Thủ Đức, Z30D, Bộ Công an, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đối với 3 bị cáo Phạm Đức Tin, tức Cu Tin, 33 tuổi, phạm nhân đang chấp hành án chung thân về tội giết người tại Z30D. Theo cáo trạng, sáng ngày 6 tháng 3 năm 2023, phạm nhân Phạm Đức Tin thuộc đội 21 cùng một số phạm nhân khác được cán bộ quản giáo đưa đến phân trại 1 để lao động. Khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, khi đến xưởng lao động, trong lúc cho cán bộ quản giáo giao việc thì giữa Phạm Đức Tin và hai phạm nhân khác xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Sau khi được can ngăn, Tin đi về chỗ sinh hoạt của mình thì hai phạm nhân trên vẫn đi theo tiếp tục đánh Tin. Khi Tin đi đến khu vực sinh hoạt chung thì thấy trên bàn có hung khí, nên đối tượng đã lấy và tấn công một trong hai phạm nhân trên với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Đức Tin thừa nhận hành vi phạm tội và hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tin 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt đang thi hành, bị cáo lãnh án chung thân. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng đội cứu hộ 116 Thái Bình và gia đình tìm kiếm hai học sinh bị trượt chân xuống sông Ninh Cơ, mất tích từ chiều 26 tháng 11. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 11, 4 học sinh rủ nhau ra khu vực bờ kè gần bến đò Bùi trên sông Ninh Cơ. Trong lúc chơi đùa, cháu là VHD, tên viết tắt, 12 tuổi, và NTV, tên viết tắt, 11 tuổi, cùng trú tại xã Xuân Ngọc không may bị trượt chân ngã xuống sông Ninh Cơ mất tích. Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng với gia đình và đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình tổ chức xuyên đêm tìm kiếm hai học sinh mất tích nhưng chưa có kết quả. Ngày 27 tháng 11, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tìm phương tiện liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, đêm 26 tháng 11, anh PVT, tên viết tắt 24 tuổi, quê Thanh Hóa, điều khiển xe máy biển số tỉnh Thanh Hóa trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ phường An Phú, thành phố Thuận An đi quốc lộ 1K. Khi đến đoạn qua phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An thì va chạm với một xe tải đang đỗ ở làn đường sát với vỉa hè để vá vỏ. Sau đó anh T văng về phía trước, tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo container khiến anh không qua khỏi. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc đầu kéo container chạy chậm lại và tấp vào lề, song tài xế đã bất ngờ tăng ga cùng chiếc xe rời khỏi hiện trường. Vào khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 11, một xe đầu kéo container chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh đến vòng xoay ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phương tiện này ôm cua rẽ trái ra quốc lộ 1 thì bất ngờ lật ngang, hai thùng container trên phương tiện lật xuống đường. Thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện khác chạy gần, dầu nhớt từ xe dầu kéo đổ tràn xuống đường. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 13 ùn tắc cả hai hướng. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, vụ tai nạn mới được giải quyết xong, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực.
Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry mới đây đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để thảo luận về những trở ngại ảnh hưởng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và giải pháp để đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện cho xung đột Israel-Hamas. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Shoukry nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng thỏa thuận ngừng bắn cùng lúc với việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành ngày 15 tháng 11 về kêu gọi tạm dừng nhân đạo để có thể cho phép viện trợ vào Gaza. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi điện đàm về tầm quan trọng của các quốc gia Hồi giáo, đồng thời đưa ra lập trường chung chống lại sự tàn bạo của Israel trên lãnh thổ Palestine. Ankara và Tehran sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cho xung đột Israel-Hamas và hòa bình lâu dài cho khu vực, tuyên bố cho biết thêm. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào ngày 26 tháng 11, ông James Elder, quan chức Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề trẻ em cho biết, sau khi thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày được thực thi, thì các lô hàng viện trợ nhân đạo đã ngay lập tức được chuyển tới dải Gaza. Theo ông Elder, đây là lô hàng viện trợ lớn nhất được chuyển vào Gaza trong hơn một tháng qua. Hàng viện trợ gồm nước uống, thực phẩm, thuốc men và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Ông Elder lưu ý rằng, trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas có hiệu lực, Liên Hợp Quốc gần như không thể chuyển hàng viện trợ vào Gaza vì họ không tìm được lối đi an toàn. Ông Elder kể lại, sau khi tham gia đoàn xe viện trợ nhân đạo tới Gaza cho hay, khi người dân nhìn thấy hàng viện trợ vào Gaza, họ vui mừng nhận lấy và dùng chúng ngay lập tức. Vị quan chức Liên Hợp Quốc còn cho biết rằng, ngoài việc chuyển tới người dân, hàng viện trợ còn được đưa tới các bệnh viện ở phía bắc Gaza. Nga gần đây đã thay đổi chiến thuật sử dụng tên lửa với việc bắn liên tiếp nhiều tên lửa Iskander vào cùng một mục tiêu ở Ukraine nhằm gây thiệt hại tối đa cho đối phương. Chưa rõ thời điểm diễn ra các cuộc tấn công, nhưng các tài liệu và video về các hoạt động của tên lửa Iskander mà Bộ Quốc phòng Nga công bố đã cung cấp một số manh mối. Vào ngày 1 tháng 11, Nga cho hay hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của quân khu miền Tây đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Các vụ phóng diễn ra cách xa tiền tuyến nhiều km nhưng đã thành công và vô hiệu hóa các mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga cũng công bố video cho thấy một xe mang bệ phóng tự hành và một bệ phóng tên lửa đang tiến sát nhau. Sau đó các binh sĩ nạp tên lửa Iskander-K cho bệ phóng. Tên lửa này có hình dạng khác biệt so với các biến thể khác của Iskander. Vào ngày 17 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga công bố thêm một video khác cho thấy tổ hợp tên lửa Iskander đang di chuyển vào vị trí bắn. Các đơn vị tên lửa đã bắn vào một trạm chỉ huy của Ukraine chỉ trong vài phút sau khi nhận thông tin về tọa độ. Các binh sĩ Nga đã nhanh chóng rời khỏi vị trí bắn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!